Thứ quan trọng nhất các bạn cần chuẩn bị khi đón cún về, đấy là cái chuồng nuôi cún. Ở đây mình nuôi dòng poodle có cân nặng khoảng từ 2 đến 3 kg thì mình dùng một trong hai cái chuồng này. Đây là cái chuồng lắp ghép mua sẵn ở ngoài kia với giá khoảng 350 đến 400 nghìn. Chuồng lắp ghép đấy thì có kích thước là 40x60. Còn đây là cái chuồng inox. Chuồng inox này thì có kích thước là khoảng đâu đó khoảng 35x50. Chuồng inox thì đắt tiền hơn nhưng mà nó không rỉ, còn cái chuồng lắp ghép kia thì nó có thể rỉ. Đấy là hai cái thứ mà quan trọng nhất mà các bạn cần chuẩn bị. Ngoài ra thì các bạn có thể là có bình nước. Bình nước có cũng được, không có cũng được. Không có bình nước thì các bạn đựng ra bát. Đấy, cái chuồng inox thì cái nan nó hơi thưa thì các bạn phải mua cái nhựa để lót vào, như của mình có hai cái nhựa hồng hồng ấy. Để lót vào. Và sau này thì cái chuồng này sẽ sử dụng vào việc là dạy cho cún đi vệ sinh. Và sau cái việc dạy cho cún đi vệ sinh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở một clip khác. Các bạn nhớ nha, đây là thứ quan trọng nhất đấy nha.